Dạ em mới được chào tất cả các bác nhé. Trong clip bán hàng hôm nay thì em xin tiếp tục đưa đến cho cả nhà mình các mẫu dao cuộn xưởng thể nhà em rèn này. Xưởng thể nhà em ở bản Park Rằng Phúc Sen, Quảng Hòa, Cao Bằng các bác nhé. Vâng, các bác mua hàng của nhà em thì các bác cứ yên tâm về chất lượng và mẫu mã. Hàng đến thì các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán này. Đúng mẫu, đúng sản phẩm thì các bác thanh toán với bưu tá. Còn không đúng thì các bác có thể hoàn trả lại em. Vâng, trong quá trình sử dụng hàng có rủi ro hay sứt mẻ gì thì các bác sẽ được miễn phí sửa đổi các bác nhé. Các mẫu dao của nhà em hôm nay em lên là đều có sẵn. Vâng. Hàng đang có sẵn tại xưởng các bác nhé. Các sản phẩm của nhà em hôm nay em lên là em đều miễn phí cho tất cả các bác. Bất cứ sản phẩm nào thì em cũng đều miễn phí các bác nhé, miễn phí ship ạ. Vâng, bây giờ thì em sẽ không để mất làm mất thời gian của các bác nữa. Em xin giới thiệu chi tiết từng con hàng của em hôm nay em lên. Và bây giờ em xin giới thiệu lần lượt từng con hàng một ạ. Vâng, đầu tiên là con dao số 1 này. Con dao số 1 với số 2, số 3 là nhà em thành từ thép trắng không thị các bác nhé. Vâng, đầu tiên là con dao số 1. Vâng, con này có kích thước lưỡi dài 30, bản rộng 5,5, sống dao dày đều 5 ly, cán là dài 10 năm này, được tán chốt 2 đinh đồng và có một lỗ để các bác có thể luồn xỏ dây. Ở đây là cái khâu khâu này nhà em hàn ốp hàn sắt các bác nhé. Sắt này cũng là em hàn từ thép trắng không rị này. Con này nặng vào khoảng 1 kg. Vâng, dao là 650.000 đồng, còn dao kèm vỏ là 900.000 đồng ạ. Đây là vỏ gỗ cẩm chỉ các bác nhé. Dạ, em sẽ bỏ dao vào vỏ cho các bác xem. Dao kèm vỏ là 900.000 đồng, còn dao là 650.000 đồng. Vâng, em sang tiếp con số 2 này. Con số 2 cũng là dòng dao chặt, hôm nay em lên là toàn dao chặt thôi. Dạ. Con dao số 2 lưỡi dài vào 32 cm, tính từ chỗ gần cán này đến cái mũi này các bác nhé. Bản rộng là khoảng 6,3. Vâng, khoảng 6,3 đến khoảng 6 đến 6,3 ly. 6,3 cm, em xin lỗi. Sống dao dày đều 5 ly này. Con này nặng vào khoảng 1 kg. Dao này là dao cán ốp này. Được tán chốt 3 đinh đồng, ở cuối cán này có hai cái lỗ này, gỗ là gỗ cẩm chỉ. Này, thân dao có được đóng logo của xưởng thể nhà em này, chữ TN các bác nhé. Dao là 550.000 đồng, còn dao kèm vỏ có giá là 800.000 đồng nhé. Đây là cái vỏ của con dao này, mặt hàng này nhà em hiện tại đang có sẵn ạ. Em sẽ đưa dao vào vỏ cho các bác xem. 800.000 đồng một con dao này, một con dao số 2 kèm vỏ các bác nhé. Em sang con số 3 này. Con số 3 cũng là một dòng dao chặt. Đây ạ. Con này lưỡi dài vào 30. Lưỡi dao dài vào 30 cm. Bản rộng của con dao khoảng 5 cm. Sống dao dày 5 ly này. Cán dài 14 này. Được tán chốt 3 đinh đồng và có một cái lỗ để các bác có thể luồn xỏ dây này. Ở đây thì em có một số con thép không rị là nhà em không đóng dấu nhé. Một phần là do em mài đi. Trong quá trình mài ép này, nếu mà em đánh dấu mờ quá thì khi nào trả mài thì cái con dấu nó thì nó sẽ biến đi. À, con ăn đi. Hiện tại em đang có sẵn con này nhá. Con này nặng vào khoảng 650 g. Dao kèm vỏ có giá là 600.000 đồng, hiện tại em đang còn sẵn một con này. Em sang tiếp con số 4 này. Con số 4 là con dao chopper, dòng dao chặt. Con này lưỡi dài vào 30, bản rộng 6 này. Sống dao dày đều 5 ly này. Cán dài 14 này, cũng được tán chốt 3 đinh đồng này. Thân dao được đánh trống dính hai bên. Con này nhà em rèn từ nhíp xe ô tô. Đã. Con này nặng vào khoảng 1 kg này. Dao là 500.000 đồng, còn dao kèm vỏ có giá là 700.000 đồng các bác nhé. Đây là cái vỏ của con dao này.
Con dao số 4 có giá là 700.000 đồng, dao kèm vỏ các bác nhé. Em sang tiếp con số 5 này. Con số 5 là một con dao Kuri. Đây ạ. Kuri con này size lưỡi dài 27 cm, bản rộng 5,5. Đây, bản rộng, chỗ rộng nhất của con dao nhé. Sống dao dày đều 6 ly. Con này nặng vào khoảng 750g đến 800g. Đấy. Dao là 450.000 đồng, còn dao kèm vỏ có giá là 650.000 đồng các bác nhé. Đấy, đây là cái vỏ của con dao. Con này là con vỏ kín. Em con này là con vỏ hở, em xin lỗi. Em cũng có con vỏ kín nữa các bác nhé. Giá cũng thế, giá là 650.000 đồng một con dao Kuri size 27. Em sang tiếp con số 6 này. Con số 6, con này lưỡi dài vào 30 cm, bản rộng 6 này. Thân dao được đánh chồng dính hai bên. Đấy, sống dao dày đều 6 ly. Cán dài 14 này, được tán chốt 4 đinh đồng và có một cái lỗ để các bác có thể luồn xỏ dây này. Cán ốp gỗ cẩm chì các bác nhé. Con này nào mặc khoảng 900g, dao là 500.000 đồng. Còn dao kèm vỏ có giá là 700.000 đồng các bác nhé. Con này con vỏ hở này. Em sang con số 7 này. Con số 7 hôm nay em lên là một con dao mèo. Con dao mèo con này size lưỡi dài 25, bản rộng 5 này. Sống dao dày tầm 9 ly, thuôn dần về mũi. Con này nặng vào khoảng 550g, các bác có thể sử dụng để chặt này. Dao là 300.000 đồng, 350.000 đồng. Còn dao kèm vỏ có giá là 350.000 đồng các bác nhé. 350.000 đồng là dao không vỏ, còn dao kèm vỏ có giá là 550.000 đồng ạ. Em sang con số 8 này. Số 8 với số 9 là dòng dao Kuri. Kuri này là Kuri móng này. Con này lưỡi dài vào 30, bản rộng 5 này. Sống dao dày đều 5 ly. Con này em đang xạ nhá. Từ số 8, số 9, số 10, số 11 là em xạ, xạ với giá là siêu rẻ nhá các bác nhá. Dao kèm vỏ có giá là 600.000 đồng ạ. Em còn một con duy nhất thôi. 600.000 đồng một con dao số 8 kèm vỏ các bác nhá. Kèm vỏ bao ship rồi ạ. Em sang con số 9 này. Con số 9 cũng là con Kuri. Con này size bé hơn một chút. Con này lưỡi dài 27, bản rộng 5 này. Cán dài 14 này, cũng được tán chốt 4 đinh đồng. Rèn từ nhíp xe ô tô, thân dao được đánh chồng dính hai bên. Ở gần này có cắt kẻ cái móng này. Đấy ạ, dao kèm vỏ con này em đang bán là 550.000 đồng các bác nhá. Em đang xạ nốt mấy cái con hàng này xong rồi em sẽ làm tiếp một lô mới để đặt tủ. Vâng, em sang con số 10 này. Số 10 là một con dao bếp này. Đấy ạ. Số 10 con này lưỡi dài 26, lưỡi cắt dài 26, bản rộng 6,5. Sống dao dày 3 ly. Con này mình sử dụng để chặt gà, chặt vịt này. Con này là dao này là chuyên sử dụng trong nhà bếp. Con này nặng vào khoảng 500g. Dao kèm vỏ có giá là 500.000 đồng nhé. Đây là cái vỏ của con dao này. Đây, các bác có thể sử dụng trong nhà bếp hoặc là các bác có thể đeo đi rừng cũng được vì nó có vỏ mà. Đây ạ, 500.000 đồng ở con dao số 10 này. Em sang con số 11. Con số 11 em đang cũng đang xạ nhá. Đây ạ, con này lưỡi dài vào 30, lưỡi dài vào 30, bản rộng 6,5. Đây, sống dao dày 5 ly, cán ốp gỗ cẩm chì này. Con này là mặc khoảng 900g. Dao kèm vỏ em đang để giá là 550.000 đồng này. 550.000 đồng
con dao số 11 đây, đã là kèm vỏ 3 ship rồi các bác nhé. Vâng, và cuối cùng em lên hai con curry này. Con đầu tiên là con dao này rèn từ thép trắng không rỉ, con số 12 rèn từ thép trắng không rỉ, còn con số 13 là rèn từ nhíp xe ô tô. Em xin giới thiệu con số 12 rèn từ thép trắng không rỉ trước này. Hai con này có kích thước tương tự như nhau nhưng mà khác nhau về chất thép thôi. Vâng, lưỡi dài 22, bản rộng 5 này. Sống dao dày tầm 6 ly. Dạ, con này nặng vào khoảng 550 500 g. Vâng, 500 g. Dạ. Con này đang có giá là 600.000 đồng ạ. 600.000 đồng là kèm cái bao da này rồi các bác nhé. Con này thành từ thép trắng không rỉ, còn đây là cái bao. Đây là bên trong của cái bao da này. Dạ. Em sẽ đưa ra vào bao cho các bác xem. Đây là khóa lưỡi này, có hai cái cúc để mình có thể khóa lưỡi. Con này mình có thể bỏ trong ba lô hay là cốp xe rất là tiện, trong khi di chuyển mình cần thiết thì mình đem ra sử dụng. Đây là cái bao của con dao này, 600.000 đồng bao ship. Em sang tiếp con số 13 này. 13 là con rèn từ nhíp xe ô tô. Con này lưỡi cũng dài 22, bản rộng 5, sống dao dày tầm 6 ly này. Con này rèn từ nhíp xe ô tô, bản đen. Nếu mà các bác muốn đánh chống dính thì cũng được nhá. Đây, dao kèm vỏ có giá là 550.000 đồng ạ. Kích thước cân nặng thì cũng tương tự như con số 12. Chỉ khác nhau về chất thép, về giá cả. Giá cả con thép trắng không rỉ thì nó sẽ đắt hơn một chút, còn nhíp xe thì nó sẽ rẻ hơn. Dạ, con này là 550.000 đồng bao ship ạ. Đây là cái cúc để các bác có thể khóa cán này. Còn đây là chỗ để các bác có thể đeo hay là cái gì. Chỗ này là chỗ đeo để các bác có thể xỏ thắt lưng vào đây ạ. Các bác có thể đeo bên người hay là bỏ trong ba lô hay là cốp xe. Vâng, 550.000 đồng ở con dao số 13 ạ. Vâng, em vừa mới giới thiệu xong 13 con dao của em hôm nay lên này. Các bác cần dao thì các bác cứ liên hệ đến em nhé. Em là Minh Đức Dao Phúc Sen Cao Bằng của xưởng rèn Lương Công. Địa chỉ của xưởng rèn nhà em ở Bản Park Làng Phúc Sen, Quảng Hòa, Cao Bằng ạ. Số điện thoại để các bác đặt hàng là 0344210967. Các bác có thể gọi điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo cho em nhé. Số điện thoại này là số điện thoại em cũng sử dụng để đăng nhập Zalo, Facebook luôn ạ. Các bác có thể tham khảo thêm trang cá nhân bên Zalo hoặc là bên Facebook của em các bác nhé. Đây ạ. Đây, ngoài những cái mẫu dao đi rừng ra thì nhà em cũng nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách, theo bản thiết kế này, theo mẫu này. Vâng, ngoài những cái dòng đi rừng này ra thì nhà em còn có dao bếp các bác nhé. Dao bếp thì nhà em cũng có rất là nhiều mẫu, nhưng mà dao bếp thì em lại ít khi lên, do là em thời gian của em thì không có nhiều nên em chỉ tranh thủ lên những cái mẫu mà đặc biệt, rồi những cái mẫu này độc lạ lạ một chút. Vâng, em xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của em nhé. Vâng, em chúc cả nhà mình lựa chọn được những cái con hàng thật là ưng ý ạ. Em xin chào tạm biệt cả nhà ạ.